đau răng này có rất là nhiều các nguyên nhân. Bởi vì đau răng có thể là do răng, có thể do mô mềm, cũng có thể do khớp, cũng có thể là do thần kinh. Nghĩa là gì? Một cái đau ở cái vùng hàm mặt của chúng ta đấy là một cái đau mà chúng ta thấy là nó bị nhầm lẫn. Như vậy nếu chúng ta mà gì không chẩn đoán phân biệt, không chẩn đoán xác định rõ thì chúng ta rất dễ nhầm lẫn. Cái dây thần kinh của chúng ta thì nó giống như kiểu cái bàn tay của bác sĩ Trung như này. Nó có ba cái ở đây, nó có ở cái phần hàm mặt của phòng vùng mặt của chúng ta, nó có ba cái nhánh. Chúng ta cứ hình dung là nó xuất phát từ cái phần vùng tai đi. Thì nó có ba nhánh, một nhánh là xuống cái xương hàm dưới, một nhánh ở cái hàm trên, một nhánh ở qua cái phần mắt này. Như vậy là gì? Nguyên cái phần dây năm nó cũng có ba cái nhánh dây thần kinh rồi. Vậy là nó có đau, nó có thể đau lan. Nhiều khi đau hàm dưới, nhưng mà không phải hàm dưới mà lại từ hàm trên. Nhiều khi đau từ hàm trên, nhưng mà lại từ hàm dưới. Thì cái việc mà đau răng ấy, thì nếu chúng ta chẩn đoán đúng, thì ngoài cái vấn đề triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là chúng ta khai thác, là bệnh nhân kể. Thứ hai là chúng ta thăm khám, cái vấn đề thăm khám trong miệng, đó là nguyên là cái thứ hai. Cái thứ ba là dựa trên cái vấn đề X-quang, chúng ta có thể tìm ra cái nguyên nhân của nó. Thì đấy là ba cái yếu tố này nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Tìm ra được cái nguyên nhân. Từ nguyên nhân thì chúng ta mới đưa ra được chẩn đoán. Chẩn đoán chính xác được rồi thì là chúng ta mới có được cái này gì? Cái hướng điều trị. Cái hướng điều trị đấy có là bảo tồn hay là không bảo tồn, và chúng ta làm phương án nào để cho nó đơn giản nhất. Bởi vì với những trường hợp mà đau răng mà chúng ta chữa được chiếc răng thật của chúng ta mà là giữ lại được và nó hết đau thì đấy là cái vô cùng tuyệt vời. Bởi vì răng thật là bác sĩ Trung là nói là cái răng tốt nhất. Không có răng nào thay thế hơn chiếc răng thật cả. Chiếc răng sứ hay chiếc răng implant hay bất kể chiếc răng nào cũng không thể thay thế bằng chiếc răng thật của chúng ta được. Nên là với quan điểm của bác sĩ Trung từ ngày hành nghề 15 năm nay thì chiếc răng thật vẫn là chiếc răng mà là gì? Tuyệt vời nhất. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc, và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.